Chào cả nhà yêu Lan nha. Đây là video bán hàng cho ngày 8 tháng 7. Hôm nay thì cũng có khá là nhiều loại cho cả nhà sưu tầm. Cây thì rất là mập, đẹp, khỏe và ấm chậu hết rồi. Các bác sưu tầm bằng phim video thì chúng ta xem kỹ nha. Em có đánh số lô rồi cây rõ ràng. Hàng đến thì mọi người được kiểm tra trước khi thanh toán nha. Đối với đơn hàng dưới 500.000 thì các bác vui lòng trả thêm 40.000 tiền cước. Còn đơn trên 500 thì nhà em đã bao cước rồi nha mọi người. Đi vào chi tiết lô hàng của ngày hôm nay nha. Ở đây em có mấy cây Quảng Thuận nha mọi người. Cây to đẹp đó, vô cùng êm ái luôn. Cây số 1 này, 300.000 nha. Đấy, cây này to khỏe như này rồi. Đợt này mua được một cây 300 như này rất là khỏe. Chứ bình thường Quảng Thuận nó ốm lắm, 300.000 nó ốm lắm. Đấy, số 1 300.000. Chậu số 2 này. Đấy, cây số 2 quên. Cây số 2 này to ghê, mập lắm, thấy vậy cho rất là mập. Cây số 2 này 500 nha. Đấy, số 2 là 500.000 này. Cây số 3. Đấy, số 3 nhớ là 700 nha mọi người. Cây số 3 này, cây 52 này. Cây số 3 này 700 nghìn này. Cây số 3, 3 700. Và số 4 này, 4 cũng 700 nghìn luôn nha. Đây, số 4 này, 4 cũng 700 nghìn. Đây là 4 cây nha, 4 cây Quảng Thuận. Lâm sung đây nhé mọi người. Là đây em có 2 cây lẻ này. Cây số 1 này 150 này. Số 1 150 này. Rồi cây số 2 này là 200 nghìn này. Đấy, hai kia như này về chồng cũng khỏe lắm. Chậu số 3 này 52 rồi như này nha, 400 nha. Đấy, số 3 400 nghìn này. Cây số 4 này 600, trên này nó còn có hai kia trên đầu nữa. Lâm sung 4 là 600 nghìn này. Rồi cây số 5 này. Đấy, cây số 5 này 700, cây to mập như này nha, 5 700. Số 6 này, số 6 này 800 nha, nó có lùm ở dưới này nữa này, chuẩn bị lên vùng gốc này. Đấy, số 6 800. Số 7 này, 7 này cũng 800. Đấy, cực kỳ đẹp khỏe luôn. Đấy, cây số 7 800. Cây số 8 này. Đấy, cây này cả lùng luôn này, đẹp ghê không? 5 thân luôn đó mọi người. Đấy, 5 thân. Cây này là 1 triệu 8 nha. Đấy, cây này là 1 triệu 8. Đấy, 5 thân đẹp khỏe như này. Lâm sung. Bên này là bệt tích lên hỏa nha mọi người. Toàn cây to không á. Mà mầm lô nó lên khỏe kinh khủng luôn. Chậu tích số 1 này. Cái 52 rồi nha. Đấy, trời ơi đẹp quá trời luôn. 250 nha mọi người. Tức là hỏa số 1 250 này. Chậu số 2, chậu này nó có 3 thân như này nha. Chậu số 2 là 400 nghìn này. Rồi cây số 2 2 400 này. Rồi cây số 3 này. Đây, đây là chậu số 3 nha. Ồ, nó mập đẹp khỏe luôn. Đây, cây số 3 này. Cây số 3 này là 650. Chậu số 3 3 là 650. Cây này một thân to mà cực kỳ khỏe đẹp luôn. Còn hai thân nhỏ này mà cái gốc của nó lên rất là đẹp. Lá to cực kỳ đẹp. Đấy, số 3 này 650. Bên này là cây số 4 này. Đấy, số 4 này. 4 này là 500 nha. Đấy, chỗ số 4 500 nghìn. 4 500. Và cây số 5 này. Cây này kỳ nhiều. Đấy, chỗ số 5. Các bác muốn mua nguyên kỳ này thì mua. Số 5 này thì 500 nghìn luôn. Đấy, đây là 5 chậu. Bệt mũi trắng, tức là hỏa. Đây là hồng gia lai lớn nha mọi người. Cây nó rất là khỏe, đẹp như này. Đấy, cái nó là hồng gia lai. Cây nào cây nó lên to, cực kỳ đẹp khỏe luôn. Chậu số 1 này, gia lai này. Ui giời ơi, nó mập. Mập quá cho nên là nó bị gập ở đây tí này. Như cái thân dài này nó gập này. Đấy, gập như này nhưng mà cũng chả sao đâu. Về nuôi nó vẫn bình thường nha mọi người. Mấy cái cây mà gập này thì vẫn bình thường. Khỏe đẹp bình thường. Đây, đây là cây gia lai số 1 này. Chậu này 500 nghìn nha. Cây rất là lớn, đẹp khỏe như thế. Rồi, cây số 2. Chậu số 2, mấy chậu như này thì 300. Chậu một thân như này là 300 nghìn rồi này. Đây, gia lai số 2. Hồng gia lai là siêu phẩm đó. Cây này hoa đẹp, dễ hoa, hoa thơm mà cũng rất là đặc biệt luôn. Nhìn là biết hồng gia lai luôn. Nó không lẫn với cây khác. Đây là chậu số 2 nha. Số 2 này là 300 nghìn này. Rồi, cây số 3. Cây số 3 này hai đầu nè. Hai đầu đứng ngọn như này rồi. Hồng gia lai hai đầu. Chậu số 3 này. 3 này là 350 nha. Đấy, chậu số 3 này. 3 này là 350. Đấy, số 3 350. Rồi cây số 4. 4 đây. 4 này thì 300 thôi. Đấy, chậu số 4 này 300 thôi nha mọi người. Đấy, số 4 này, 4 300 này. 4 300. Cây số 5. Đấy, cây số 5 là sắc cái nào đây? Số 5 đây. Thì số 5 đây nha.
Năm đẹp ghê á, tháng 5 này 500 này. Tháng 5 500 đẹp quá trời luôn. Ba đầu mà còn nguyên vẹn, không gập gãy gì hết nha. Đấy, thì em lên 5 chậu thôi nha mọi người. Lên 5 chậu thôi cho dễ mua. Đó, 5 chậu. Bên này là có 5 cánh trắng âm vũ nha mọi người. Âm vũ hot lắm luôn. Cái này nó đẹp mà nó hiếm lắm ấy. Đấy, âm vũ này. Chậu số 1 này. Thì âm vũ này ngày trước cũng đắt kinh khủng luôn. Âm vũ 1 này. 300 nghìn nha. Đây, âm vũ số 1 300. Cái này có kia ở trên nhỏ này này. Đấy, 1 300. Số 2 này. Số 2 này 250 nha. Đây, âm vũ số 2 là 250 này. Cây số 3 này. Cây số 3 cũng 300 luôn này. Đây, chỗ số 3 nha. 3 cũng 300 nghìn luôn. Đây là cây số 3, 300. Cây số 4. Đấy, cây số 4 này, cây 52 rồi. Đấy, cây số 4, 52 to này. 4 là 400 nha. Đây, âm vũ số 4 này 400 nghìn này. 4 là 400. Cây số 5. 5 cây to khỏe như này này. Đấy, cây số 5 này. 5 này 700 nghìn nha mọi người. Đây, chỗ số 5 này. Cây 52 như này. Thì đây là số 5. 5 700. Đấy, em cứ đưa lên 5 chậu này thôi. Cho mọi người dễ nhìn dễ chốt. Đó, là âm vũ. Bên này có Hồng Minh Châu này mọi người. Cây mập lắm. Mà lên đẹp. Cây cả lùng như này luôn. Chậu số 1 này. 5 đầu luôn nha. Năm đầu 400 nghìn. Ui, cây này quá đẹp luôn. Tác phẩm mà kiểu cây khỏe rồi đẹp lắm. Minh Châu số 1 này. Hồng Minh Châu số 1 này 400 nghìn nha. Đấy, cây số 1 400. Chậu số 2 này. Đấy, cây số 2. Cây số 2 này thì 300 nghìn thôi. Trong này nó còn cả đống kỳ á. Rồi, chậu số 2 nha. Rồi, số 2 là 300 này. Minh Châu số 2 300. Cây số 3 này. 3 cũng 300 luôn nha. Ui, cả lùm mà khỏe lắm mọi người. Đây, cây số 3 này. 3 này 300 nghìn này. 3, 3 châu. Số 4 này. 4 cũng 300 luôn này. Rồi, cây số 4 nha. 4 này cũng 300 nghìn. Và chậu số 5. Chậu số 5 là chậu lùm đẹp như này. Chậu số 5 này 400 nha. Đó, số 5 này là cây cả lùm luôn. Đó, 5 cây Hồng Minh Châu. Lô này cây nào cây nấy to, khỏe lắm luôn. Bên này có Hồng Nhạc Hạ nha mọi người. Cây đẹp lắm luôn. Khỏe quá trời luôn. Chậu số 1 này, mập đẹp khỏe này, 250 nha. Đấy, Hồng Nhạc Hạ số 1 250 này. Đấy, cây số 1 250. Chậu số 2 cũng vậy này, 250 này. Nó có thân hoa luôn, nhưng mà cây này nó ốm hơn cây số 1 nha. Đấy, đây là cây số 2 Nhạc Hạ này, 250. Chậu số 3 này. Lô này đồng giá hết nha, 250. Đấy, cây nhỏ nhỏ này, đây số 3 mà nó cũng dài được tầm 30 cm rồi nha mọi người. Đấy, số 3 250. Số 4 này 200 nè. Rồi chậu số 4 nha. 4 200. Mập đẹp quá trời luôn. Đấy, cây số 4 200. Cây số 5 này. 5 cũng 250 luôn nha. Đấy, số 5 250. Đấy, mỗi thứ là 5 cây. Đấy, số 5 250. Bảo Duy nha mọi người. Sa bé này rất là dễ sưu tầm luôn nè. Chậu số 1 này. À, 550 nha. Lô này nó đồng giá hết. 550 nghìn. Bảo Duy số 1 này. Rồi, đây là cây số 2 này. Đấy, 550.000 mà đẹp lắm. Kỳ đẹp, mồng khỏe. Rồi, đây chậu số 3 này. Ba đây nha. Mồng lên siêu khỏe luôn. Đấy, số 3 này. Rồi, số 4 này. 550 hết. Số 4 này mở lá tròn xoe luôn. 4, 550 này. Cây số 5 này. 5 cũng 550 này. Đấy, mọi người thấy không? Cây nó đều nhau, đẹp khỏe hết. Rồi, đây là cây nhỏ nha. Giờ em có cây lớn nè. Cây số 6 nè. Cây này 1 triệu 3 nha mọi người. Đây, em đi nhìn đây nè. Để em xuống đây cho mọi người nhìn cho rõ nè. Số 6 nè. 6 1 triệu 3 nha. Đây, chợ số 6. 6 triệu 3. Cây số 7 nè. Cây 7 này là 2 triệu 5 nha. Cây này như này. Thì chợ số 7 nè. 7 nè. 7 này là 2 triệu 5 nè. Đấy, cây số 7 2 triệu 5. Rồi cây số 8 nè. Đấy, cây số 8 nè. 8 đây. Đấy, số 8 này cũng 2 triệu 5 luôn. Cây cực kỳ mập đẹp như này nha. 8 2 triệu 5. Đấy, đó là cây Bảo Duy. Người đẹp không tên nhá mọi người. 350 ạ. Cây ươm tự nhiên lên như này 350 nghìn. Có rễ rồi. Bám chậu hết rồi. Cây khỏe hết rồi nha. Rồi, đây đó là cây 350. Chậu nè. Chậu số 1 nè. 700 nghìn nè. Cây siêu lực đẹp khỏe như này nha. Cây số 1 700 nghìn nè. Cây số 2 nè. Đấy, cây số 2 nè.
số 2 này là 1 triệu nha. Đây, chọn số 2 1 triệu này. Rồi, và cây số 3 này. Cây số 3 1.200 nha. Đây, cây số 3 này. Hai mầm như này 1 triệu 2 này. Đấy, đấy là người đẹp và không tên nha mọi người. Bên này có kiều phi yến nè mọi người. Kiều phi yến 300 nghìn một cây nha. Đấy, mầm nó lên khỏe như này. Lô này nó đang lên, nó sẽ lớn lắm. Cây cực kỳ đẹp và khỏe luôn. Đấy, đó là kiều phi yến nha. Đấy, chậu này cứ 300 nghìn chậu. Đây cũng dễ mua. Đấy, kiều phi yến. Cuối cùng em bán bạch tuyết nha mọi người. Chậu số 1 này 100 nghìn nha. Đó, cây này nó có một thân này thôi, nhưng mà dài mập, nhìn thấy cũng đẹp khỏe. Chậu số 2 là 200 này. Hai thân nha. Đó, cả lùm chỗ nó, nhưng mà hai thân rất là đẹp. Số 3 này, 3 cũng 200 nghìn luôn này. Đây, đây là cây số 3 nha. 3, 200. Số 4 là 4 cũng 200 nghìn luôn này. Đây, chậu số 4 là 4, 200 này. Và cây số 5 này, 5 là 250 nha. Đây là cây nhỏ nha. Còn cây lớn thì em cũng nhiều lắm. Nên là các bác thích lấy như thế nào thì nhắn qua cho em. Rồi video hôm nay đến đây hết. Chúc mọi người một tuần mới thật là nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Luôn luôn thành công trong công việc và cuộc sống nha. Bye bye. Cảm ơn cả nhà.